Nữ hoàng Anh Elizabeth tiếp quốc vương và hoàng hậu Tonga. Tin từ London, nữ hoàng Elizabeth đã đón quốc vương và hoàng hậu Tonga tại điện Buckingham. Vua Turbo Đại Lục và hoàng hậu Nana Sipol đang viếng thăm London để chuẩn bị cho lễ đăng quang vào năm tới. Vua và hoàng hậu Tonga đã tới Anh quốc sau viếng thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Vương quốc Tonga nằm ở Nam Thái Bình Dương, gồm 176 hòn đảo có diện tích là tổng cộng 750 cây số vuông, nằm rải rác trong khu vực rộng 700.000 cây số vuông, dân số chỉ có 103.000 người.